Hôm trước có một người muốn ta làm chăm sóc cây cảnh ở tủ lầu. Ta thấy công việc đó nhẹ nhàng, phù hợp, cho nên tính nhận lời xem sao. Làm ở chỗ đó anh lại sa đà ăn chơi thì chết. Ở đó toàn là hồ ly không à, tụi nó dụ dỗ dữ lắm. Ta còn gì đâu để mất mà sợ dụ. Ta cũng không còn là một Minh Thành ham chơi hư đốn như ngày xưa nữa. Có việc gì phù hợp, tự do là cũng hay rồi. Vậy thì tùy anh thôi, anh cứ siêng năng chăm chỉ như vậy, đừng sa đà ham chơi là được. Thì đối với em đó là hạnh phúc nhất rồi. Không ngờ là một đại thiếu gia ăn chơi khét tiếng vậy mà ra đời cần cù siêng năng như vậy. Minh Thành à. Có gì không bà chủ? Phải chi ngay từ đầu á mà cậu chí thú làm ăn á, thì bây giờ cậu vẫn là một thiếu gia, sống có người hầu kẻ hạ rồi, chứ đâu phải phá sản rồi làm thuê như bây giờ. Thiệt, hồi đó thấy cậu bê tha cờ bạc á mà tôi phát sợ luôn đó. Cái tên Minh Thành này đi tới đâu cũng gây chuyện hết, ai cũng ghét, người chết là đáng mà. Nè. Dạ. Nói gì vậy? Tôi đâu có nói gì đâu. Tôi nói là Minh Thành bệ rạc ngày xưa đã chết rồi. Giờ chỉ còn lại Minh Thành siêng năng, lương thiện, lấy nghĩa khí làm đầu. Không phải vậy sao? Thì phải rồi. Phải chi ai mà té xuống vực á, đập đầu cũng trở thành người tốt như cậu á, thì hay biết mấy. Tôi hả? Tôi sẽ lôi đám đàn ông thối tha cho rớt xuống hố hết. Thôi, ráng làm đi. Rồi siêng năng á, tôi sẽ thưởng cho thêm. Dạ. À, dạ. Hôm nay tôi có mời cô Thúy Liễu tới đó. Chắc chắn á, khách sẽ rất là đông. Coi quét xong cho nhanh đi, rồi ra sau bếp phụ con nụ nghe không. Tôi đi công chuyện chút xíu, lát tôi về liền á. Tôi biết rồi bà chủ. Quét tiếp đi. Đúng là tên Minh Thành ngu ngốc đây mà. Sao bây giờ hắn ta lại có vẻ chững chạc và khắc khổ đến như vậy chứ. Dù ta đã nắm tay